Cộng đồng mạng rần rần vì râu Blackpink diện đồ của nhà thiết kế công chỉ trong tester mới. Bộ cánh râu riện trong tester mới nhất có nhiều điểm giống với kiến tạo của nhà thiết kế công chỉ, khiến dân tình xôn xao không ngớt. 12 tháng 3 không còn xa để dân tình thưởng thức single album của râu nữa rồi. Và ngày 9 tháng 3 thì tester nhà hàng cho MV On The Ground cũng chính thức được YG hé lộ. Fan râu đương nhiên phấn khích không cần hỏi, nhưng bên cạnh đó các tín đồ mộ điệu cũng xôn xao không kém. Mà nguyên nhân là đến từ bộ cánh mà main vocal Blackpink trưng diện. Xuất hiện trong đoạn tester, râu diện bộ cánh màu trắng bay bổng mềm mại. Điều đáng chú ý không nằm ở chỗ item có giá khủng bao nhiêu, mà bởi vì thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với một sáng tạo của nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam công chí. Trong phân cảnh đầu tiên của tester, râu gây ấn tượng với hình ảnh đầy xinh đẹp quyến rũ. Cô nàng cũng không xõa tóc như mọi khi mà để tóc búi thấp gọn gàng với mái dài bay bay nữ tính. Thế nhưng trên hết, dân tình vẫn dồn toàn bộ sự chú ý đến bộ cánh đính sequin lấp lánh mà đóa hồng lăng xê. Chiếc váy của râu hiện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì có phần áo lẫn khăn choàng, y chang thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của anh cả làng Mốt Việt, nhà thiết kế công chí. Đặt hai trang phục cạnh nhau có thể thấy, phần áo của râu có chất liệu và cách đính khá giống với mẫu bodysuit của nhà thiết kế công chí. Ngoài ra, chi tiết đính lông vũ tua tua trên khăn choàng cũng giống nhau. Chính vì thế mà không ít cư dân mạng khẳng định, đóa hồng Blackpink lần này đúng là diện đồ của nhà thiết kế công chí rồi. Vốn hay chế trá lại trang phục cho bốn cô gái hắc hường, nên chuyện stylist thường xuyên cắt váy hay thêm thắt phụ kiện để hợp với từng thành viên cũng không phải là điều xa lạ. Vì thế nên lần này cộng đồng mạng lại càng tin rằng, có vẻ như stylist Blackpink đã tiếp tục trổ tài biến hóa tác phẩm của nhà thiết kế công chí cho mới mẻ hơn, khác chút đỉnh so với bản khóc bằng cách tạo điều nhấm với corset, phối thêm chân váy xếp ly để râu trông gợi cảm mà vẫn tinh tế. Trang Instagram chuyên bóc giá trang phục của râu cũng đăng tải bức ảnh khẳng định thiết kế râu riện là của nhà thiết kế công chí. Tuy nhiên, phía công chí cho biết họ vẫn đang xác nhận và chưa chính thức lên tiếng xác thực sự việc này. Nếu bộ cánh này là của nhà thiết kế công chí, thì giá của thiết kế trên người râu là 12.000 đô, khoảng 276 triệu đồng. Về phía râu, cô nàng từng diễn thiết kế của một local brand Việt trong dự album. Điều này cũng khiến cộng đồng mạng Việt tự hào khó tả. Được biết, item được râu ưu ái nó concept giá 3,7 triệu đồng của Fancy. Linh Việt đang xuống dơn trước tiên râu diện của nhà thiết kế công chí. Đồ công chí sao quốc tế mặc nhiều rồi, nước mình có nhà thiết kế giỏi vậy nên tự hào. Gì chứ đồ công chí mấy sao, US UK mặc suốt. Ôi, đỉnh thật chứ. Ái chà chà, hàng Việt Nam chất lượng cao. Tôi ngất đây nếu điều này là sự thật. Bị thích bộ này rồi nha. Sự xinh đẹp quyến rũ này hoàn toàn chiếm lấy tin tôi. Vì bé của em bé đỉnh quá, cộng thêm chiếc váy nữa thì hoàn hảo lắm luôn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video copy. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.